First blood. Vãi đái. Executed. Yếu vậy. Tưởng ghê gớm lắm. Ôi, hồi chiêu 120 giây. What the fuck? Ủa sao tự nhiên đánh nhanh lên vậy? À, dưới nửa máu là đánh nhanh. Em anh đang chạy cái bà này cứ cái gì. Đậu xanh đông quá. Gần giết thằng kia rồi, tự nhiên chắc đâu đâu bay ra nè. Bây giờ nâng mát W hay mất cái gì trời. Tới
Cứ ép nó vậy thôi, cho nó thò chết cũng. Ồ, ulti bây giờ hồi lý anh phết. Thiệt, mỗi lần đánh nhau là nó lại chạy. Chưa hồi e, nó hồi e đập được nó. Hồi e là vả nó rồi. Gần chết nữa. Memories come back every time you stream. Hey, chưa dậy hả cho? Nó gọi nó dậy nằm ngủ tiếp.
Ocean Flat rồi. Tụi nó chạy đi. Dí nó giờ. Mấy đứa thấp là anh đánh hồi máu ghê lắm. Thầy đen như cứt. Lần nào không bị chỗ bắn hết trơn. Đẩy dính tường luôn rồi. Phát. Điều đại bắn xa luôn. Tập hợp đi. Rồi luôn. Giáp cân 2 luôn. Thua rồi. Ủa giáp cân 2 à? Tập hợp lấy hồi chiêu đi. Rồi e quay không được luôn hả? Nó chạy lên trên. Thiệt chứ. Con đầy máu đưa mặt cho mình đi luôn, lát đi. Chịu. Đau tím nữa. Bên nó cũng không nhiều AB lắm đâu. À giết, giết AD mà quên. Nhiều đấy. Cái quy bây giờ chắc nó xanh dữ rồi. Giết mạnh quá. Trời bể đầu luôn. Không là giết Z rồi. Thôi. Đồ em quay nó mà nó flash nó luôn kìa. Đánh tỉnh vãi. Ui.
Dạ em không giết được nó. Chán rồi. I almost felt that. Giờ còn dắt không biết. Đây, không nhả được cái e, sợ sợ đó đi. Hết e rồi đó. Ôi, trời. Xui ghê. Hồi e kịp không thôi là ở đây đâu có chết đâu. Hụt nữa trời, dễ hụt dễ rồi. Định hướng mà biểu. Cái gì nó hút máu luôn. Nhảy mà nhảy gần quá. Nhảy không tới mà hụt nữa. Nên là nhảy không tới. The fuck. Nhảy cho suicida quá. Này nhảy không tới mấy hụt. Móng vuốt giáp lịch sĩ. Nghe bố làm ngày nào mà chả làm.
Đạt. Chết không? À, chó không chết kìa. Đẩy mình ra rồi. Mày nhà nó đi. Nó dí hết dưới này rồi, phê đi. Em về em đép không có nổi đâu, sao không ở lại bê với bọn nó đi. Em đang đép. Bê luôn này đừng lan rồi. Quay học bài ta. Thấy không? Em ở lại em bê đi được cái nhà lính rồi. Nhưng về đép chi đánh cái bạn ở đâu? Chết hai thằng luôn. Về làm gì không biết. Điên nào kêu thì đẹp bản sao không? Bây giờ bấm đây. Mắt có bị mù không? Mấy ông trứng khôn hơn Việt. Chỉ người ta chơi. Trong khi trình độ của mình thôi mà ở dưới đáy đại dương. Nó vẫn còn cái e, nó đánh thường được đâu. Ôi ôi đồ đó kìa. Anh lên tay nó vẫn còn cái e kìa. Gì? Anh lên tay nó vẫn còn cái e kìa. Team đánh ẩu quá. Lát ra chi vậy? Tốt. Thế. Chết. Ê nhà kìa. Bỏ lên không bên nó đâu qua đâu qua đâu. Ê đập nhà kia luôn kìa. Sắp mặt là bên SB về nhà không về rồi mát luôn mà sắp có ulti nhà cô.
Lấy lại đường đi. Đợi em. Rồi. Sát tận. Đâu chói đường ghét rồi kìa. Tao lốc em lốc cái đám đằng sau này rồi em đánh thằng rác rồi ulti cái đám đằng sau kìa. Ôi bà mợ con vay nó lên bú băng trâu quá. Chế định giết B nhà nhanh lắm. Em nó tàn B nhà nhanh không mà. Team nó thắng B nhà không. Thằng Mofa chưa tới. Mở đánh dội mình ra được kìa. Cái W mà hết nó chạy chậm như con rùa. Thề luôn. Hết cái W là chạy chậm như con rùa. Ủa? Cái W mình đâu cần bật đâu. Cần gì bật? Tự nó có W rồi. Tự nhiên mình gồng W chi phí. Trời ơi trời ơi. À, dắt nó ra đập hai. Dắt con Manfi cũng đỡ nó giọng cái là con dắt nó đánh được. Đẩy lên cao. Sắp có hai nhà lực. Chờ tới nè. Đợi từ từ. Đợi Manfi đi, đợi Manfi đi. Em bắt lẻ anh Z nha. Tận giết anh luôn. Giết hộ. Giác hoa. Giết hộ. Nó quỷ bay, nó giết cho nó bắn, nó cầm cái. Nó cầm búa băng nó bắn. Ủa? Anh giết thằng Z sao? Thằng Varus chết rồi. Tông. Tông đâu thằng Manfi? Tông. Anh biết nó. Tông vậy giờ chơi gì nữa. Bơ lơ. Manfi đếm với Tông luôn. Thua. Hai thằng đứng im.